Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có lẽ sáng hôm nay bà chị em vào thì bà chị em thấy có một số thay đổi đúng không ạ? Mấy tuần liên tục chúng ta có thay đổi, hai tuần trước thì chúng ta thay đổi cái phòng này. Ngồi lại nhóm lại thờ phượng Chúa thấy đẹp hơn, ấm cúng hơn. Rồi sáng nay thì chúng ta đến thì chúng ta thấy là cái diện mạo phía trước đã thay đổi. Và có lợp cái mái tôn. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đang sử dụng cái căn phòng bên kia. Thực tế căn phòng bên kia thì chủ nhà đã lấy lại và bán rồi. Đã bán người chủ mới rồi. Cho nên là có thể tuần tới chúng ta không đi cái cửa đó mà chúng ta sẽ đi cái cửa bên đây. Và chúng ta sắp xếp lại nhà bếp thì từ bên đây bây giờ vào cái góc bên đây, nhỏ xíu bên đây. Cho nên là cũng khó cho nhà bếp. Dẫu vậy thì vì cớ cái nhu cầu của hội thánh chúng ta cũng phải sắp xếp lại. Nhà vệ sinh chúng ta có 3 cái nhà vệ sinh nữ bên kia với lại 3 cái chỗ nhà vệ sinh nam, nhưng mà bên kia thì không còn sử dụng. Cho nên chúng ta chỉ còn có 3 cái nhà vệ sinh bên đây. Một là bên chỗ nhà của tôi, hai là một cái nhà vệ sinh ngay dưới cầu thang và kế bên cạnh cầu thang, là còn có 3 cái nhà vệ sinh. Dẫu vậy thì chúng ta được thêm hai cái nhà vệ sinh bên trong đây, tức là đi bằng cánh cửa này hoặc là đi ở dưới đi vòng lên. Nếu trường hợp mà có những cái buổi tiệc hay gì nấu ăn hay gì đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị để phía sau đây chúng ta nấu ăn ở phía đây, hoặc là chúng ta sẽ ăn buffet ở phía đây, chứ không có dọn bàn giống như là ở dưới kia nữa. Khả năng chúng ta để xe vô trong thì cái chỗ ăn của chúng ta nó bị chiếm hết rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng sắp xếp thì nó sẽ ổn thỏa thôi. Đó là cái thứ nhất ha. Hôm nay thì các bé thiếu nhi có cái lễ Tết Trung thu. Thật ra Tết Trung thu nó xảy ra ngày thứ 6 rồi, tối thứ 6. Tôi thấy tôi đi ra đường vừa rồi thì tôi với con tôi đi qua bên quận 2 thì tôi thấy dọc đường không có trẻ con mà toàn là người lớn không à. Trung thu toàn người lớn không à. Cho nên là Trung thu thiếu nhi nhưng mà người lớn thì đi chơi nhiều. Và thiếu nhi thì còn ít lắm. Nhưng mà hôm nay thì Hội Thánh chúng ta có tổ chức cái lễ Trung thu. Tôi nhớ là cách 2 năm thì ở Lộc Hưng tổ chức cái lễ Trung thu. Bữa đó hôm đó cũng có mười mấy em tin Trần Chúa tại Hội Thánh Lộc Hưng, Rema Lộc Hưng. Còn hôm nay thì chúng ta tổ chức ở đây, không biết có em nào mới hay không, nhưng mà dành cho những em của Hội Thánh ở đây, rồi một số em ở Tây Ninh cũng có xuống, rồi một số em ở Long An cũng có qua. Và Hội Thánh đã xuất tiền quỹ ra là 1.6 triệu để mua bánh Trung thu thiệt cho các em. Bánh Trung thu rất là ngon của cô Ngọc ở Vũng Tàu làm, mà tôi đã ăn thử rất là ngon. Nên không biết là có dư cho Hội Thánh của mình hay không, nhưng mà các em thì mỗi em được một cái bánh. Nếu có dư ra thì chúng ta ăn chia, mà mỗi người được 1/4 cái bánh cũng ngon ha. Thì mình ăn Trung thu với các em thì các em là chính mà. Rồi, thông báo cho Ban Chấp sự Hội Thánh, chúng ta sẽ thăm viếng những anh chị em vắng thờ phượng Chúa 2 tuần trở lên để chúng ta thăm viếng. Như mấy 2 tuần nay thì chúng ta không thấy cô Tám. Bữa nay thì có cô Hồng đâu rồi ạ? Cô Hồng xuống dưới. Thì tôi mới nghe cô Hồng nói là cô Tám bị té và cái tay nó bị sưng cho nên là không chạy xe được. Cho nên là Ban Chấp sự Thánh chúng ta sắp xếp để chúng ta thăm cô. Chúng ta lưu ý, ví dụ như ngày hôm nay Chủ nhật chúng ta thờ phượng Chúa có những em vắng, thì Ban Chấp sự Thánh có thể chúng ta sẽ gửi tin nhắn vào trong cái Ban Chấp sự Thánh để chúng ta biết rằng có những ai vắng, chúng ta cầu nguyện và thăm viếng. Đôi khi có những cái nan đề mà chúng ta cần đến thăm viếng cầu nguyện trực tiếp để mà giúp đỡ cho các anh em của chúng ta. Cho nên Ban Chấp sự Hội Thánh vui lòng sẽ thăm viếng những anh em vắng ngày hôm nay và cũng như tuần rồi. Rồi, chúng ta sẽ có một cái lớp đặc biệt rèn luyện tư duy tài chánh. Lớp rèn luyện tư duy tài chánh. Chúng ta sẽ học 3 tiếng vào chiều thứ 2. Tức là ngày mai. Từ 1:30 cho đến 4:30.
3 tiếng hay 4 tiếng vậy? 3 tiếng mà phải không? 1:30 đến 4:30. Dạ, cái người mà phụ trách làm cái người phụ trách tên là người anh em này tên là anh Duy Anh. Anh này làm học trò của cố vấn tài chính cho ông Donald Trump. Cho nên là đây là một người mà họ đã từng thành công và tư duy về tài chính, cái cách để chúng ta quản lý tài chính. Nhất là những anh chị em nào làm business, những ai đang làm business á, thương gia buôn bán. Ủa, Hội Thánh mình không có ai buôn bán hết trơn hả? Tất cả như về tài chính, chúng ta chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi anh chị em. Và nếu như mà một tiếng mà nếu chúng ta gọi là mời người này đó thì rất là tốn kém, mà ở đây là chúng ta được miễn phí. Cái lý do đó là bởi vì chúng ta cho mượn chỗ, cho nên chúng ta được miễn phí. Thì kể cả anh chị em nào có ý định về làm kinh tế thì hoặc là chúng ta không có biết cách để quản lý tài chính, thì trong 3 tiếng đồng hồ này sẽ giúp cho chúng ta để nắm bắt được để quản lý tài chính. Tôi nghĩ là đa phần chúng ta quản lý tài chính không có đúng. Cho nên vui lòng anh chị em đi thì chúng ta có mặt lúc đúng lúc 1:30 ngày mai. Và chúng ta chỉ có một buổi chiều ngày mai thôi nha, không có thêm. Nếu ai đi thì chúng ta sắp xếp. Mà không phải chỉ có riêng Hội Thánh của chúng ta, nhưng mà có nhiều người khác ở các nơi họ cũng về đây, tập trung ở đây. Tôi không biết là bao nhiêu, tại vì tôi không phải là người đứng ra tổ chức, nhưng mà tôi là người kết nối để mở cái buổi học cho chúng ta chiều ngày mai. Dạ. Ai có khả năng nghĩ là mình có thể đi được ngày chiều ngày mai ạ? Dạ. Hoặc là anh em thông báo cho những người khác để chúng ta có mặt chiều ngày mai 1:30, chúng ta có mặt duy nhất một buổi anh chị em nha. Cái vị mà chịu trách nhiệm cố vấn cho tổng thống Donald Trump đó, ông đó là Robert Kiyosaki. Ông là người Mỹ gốc hình như Nhật Bản. Thì không biết là ngày mai có phải chính ông là người đứng ra hay không, hay là học trò của ông thì chưa có biết chắc chắn. Nhưng dẫu vậy, học trò của ông hay là chính ông thì cũng là một điều ích lợi cho chúng ta. Yeah. Tôi thích nghĩ là chúng ta sẽ nâng được một cái tầm mới ở trong cái vấn đề quản lý tài chính. Amen chị em. Yeah. Tôi nghĩ là học về tài chính chắc chắn Chúa sẽ đổ tài chính cho chúng ta để chúng ta quản lý. Còn nếu chúng ta không biết quản lý thì Chúa có đổ không ạ? Tại vì đổ nhiều nó hư hết nhiều. Yeah. Cho nên chúng ta cần phải. Và khi đi học, vui lòng có một cái quyển tập nhỏ nhỏ giùm tôi để chúng ta ghi nhận lại. Yeah. Rồi, một cái thông báo nữa. Trong tháng này, thì trong tháng này chúng ta có hai cái chương trình. Một đó là cái chương trình tốt nghiệp trường Kinh Thánh cho khóa 24, năm 2 của khóa 24 và năm 1 của khóa 25. Ở tại nơi đây từ 24 cho đến ngày 27, đó là 4 ngày chúng ta sẽ vừa tổ chức thi và giảng. Cho nên những anh chị em mà học khóa 24 mà chưa tốt nghiệp, hoặc có người học khóa 22 mà vừa chưa tốt nghiệp thì sẽ đến cùng thi và tốt nghiệp ở đây luôn. Rồi chúng ta có một cái ngày, hai ngày bồi linh đặc biệt là 31 tháng 10 và 1 tây tháng 11. Tức là sau ngày tới ngày 27 thì qua tuần sau, thứ ba tuần sau chúng ta có hai ngày bồi linh dành cho tất cả ông bà chị em. Chúng ta đến giờ chỉ có 2 ngày thôi. Và chúng ta sẽ học cái môn học về sách khải quyền. Nếu ai mà không chưa có hiểu về sách khải quyền thì đây là lúc mà chúng ta được học sách khải quyền. Dạ. Của giáo sĩ. Dạ. Thật ra những anh em trong trường Kinh Thánh đã học sách khải quyền rồi, nhưng mà tôi dạy chắc không bằng các vị về chuyên gia về sách khải quyền. Dạ. Đúng ra thì ban chấp sự Hội Thánh chúng ta họp vào tuần rồi, nhưng mà vào tuần rồi chúng ta không có, tôi cũng khá là bận cho nên là không có họp được. Bởi vì muốn họp trực tiếp hay là vào online ạ? Ban chấp sự Hội Thánh trực tiếp hay online? Thôi để thông báo cho ban chấp sự nha. Rồi, cảm ơn Chúa. Hôm nay thì vì nhân dịp Tết Trung Thu, cho nên tôi cũng sẽ có một bài chia sẻ liên quan về cho trẻ em. Chúng ta cùng nhau mở lời Chúa ở trong sách Luca chương 18.
Luca chương 18. Từ câu 15 cho đến câu 17. Luca 18 câu 15 đến 17. À, có trên máy rồi, chúng ta sẽ đọc cùng nhau, xin bắt đầu. Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Giêsu cho được Ngài rờ đến chúng nó. Môn đồ thấy vậy trách những người đem đến, nhưng Đức Giêsu gọi họ mà phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước thiên đã thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Một lần nữa, xin lỗi, câu 17. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó. Chúng ta đọc lại câu 16. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Chủ đề tôi chia sẻ với tất cả các bà chị em buổi sáng hôm nay đó là con trẻ và nước trời, hay là nước Đức Chúa Trời. Cái bối cảnh mà chúng ta có cái phần kinh thánh và sự dạy dỗ này là nó đang ở trong một cái tình trạng, đó là sự tranh luận về làm sao để có thể được vào nước trời. Chúng ta thấy ngày hôm nay cũng vậy, người ta đang thắc mắc để làm sao có thể được cứu, hay là làm sao để được gọi là vãng sinh, hay là làm sao để được nhập niết bàn, hay là làm sao để loài người đi đến một cái nơi mà cái nơi đó là hạnh phúc trong cái tiềm thức và suy nghĩ của người ta. Và ngày hôm nay tất cả những tôn giáo đều nói đến ít nhiều về cái sự cứu rỗi hoặc là sự tái sinh về một cái góc độ nhìn của người ta và đầu thai. Có người thì nói rằng là nếu một người sống tốt thì họ sẽ được đầu thai vào ngã người. Người mà sống không tốt thì đầu thai vào ngã thú. Còn người nào gian ác thì sẽ đầu thai vào ngã quỷ. Đó là cái niềm tin. Và ngày hôm nay chúng ta mở internet ra thì nhan nhản những cái lời rao giảng đó. Người ta cũng nói về tương lai, nhưng mà cái tương lai dường như là nó mù mịt, nó không có một cái sự khởi đầu và nó cũng không có cái sự kết thúc. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta, hay là Kinh Thánh dạy chúng ta về cái sự khởi đầu. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và cũng cho chúng ta về kết thúc, đó là Ngài sẽ hủy diệt đất và trời này để Ngài tạo trời mới, đất mới, Jerusalem mới, để dành cho người công bình ăn ở. Như vậy cái người công bình đó là người gì? Hay là người công bình đó chính là người hưởng được nước của Đức Chúa Trời? Người công bình không nói về làm việc thiện, bởi vì làm việc thiện thì chúng ta sẽ hưởng được cái phần phước của việc làm việc thiện. Như Chúa nói, gieo giống chi gặt giống đó. Còn Phật giáo thì nói là gì? Gieo nhân nào gặt quả nấy. Thật ra điều này không có mới, điều này Kinh Thánh đã nói rất rõ rồi. Đó là gieo cái gì thì gặt cái đó. Gieo cái hạt nào thì gặt cái cây đó, cái trái đó. Chứ không thể nào gieo cái hạt xoài mà gặt cái cây mít hay là hạt mít được. Cho nên người ta đang tranh luận làm sao để tôi có thể vào được Đức Trời. Và những người thông giáo và người Pha-si thì họ dạy một điều, đó là gì? Đó là cần phải được sống đời sống công bình bởi luật pháp. Đó chính là cái tiêu chuẩn duy nhất để vào nước trời. Trong thời của các sứ đồ, ở trong sách Công Vụ chương 15. Công Vụ chương 15 câu số 5 ghi như thế này: Nhưng có mấy kẻ về đảng Pha-ri-si đã tin đạo, đứng dậy mà nói rằng: Phải làm lễ cắt bì cho những người ngoại, và truyền họ phải tuân theo luật pháp của Môi-se. Như vậy tiêu chuẩn của người Pha-ri-si là gì? Đó là họ phải làm lễ cắt bì, và đồng thời họ phải giữ theo luật pháp của Môi-se. Đây là cái sự tranh luận. Và chúng ta thấy thời kỳ nào cũng vậy, người ta nói về việc lành, người ta nói về việc phước đức, người ta nói là việc thiện. Và những người nghĩ rằng là người ta làm việc thiện như vậy người ta sẽ được vào nước trời.
Nhưng Chúa Giê-xu Ngài tuyên bố là Ngài chính là gì? Ta là đường đi, là chân lý và là sự sống. Chẳng bởi ta thì không một ai đến cùng cha, hay là cùng trời, hay là cha trời. Như vậy có một con đường duy nhất để con người có thể được bước vào trong nơi vinh hiển. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói rằng có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết. Đó là con đường gì vậy? Đó là con đường thiết lập để theo những cái lễ nghi phong tục của tôn giáo, và thông qua những lễ nghi đó cũng như cái lối sống ăn hiền ở lành, người ta nghĩ rằng người ta sẽ được sự cứu rỗi. Nhưng mà sự cứu rỗi của nước trời hoàn toàn khác với sự cứu rỗi mà con người suy nghĩ. Kinh Thánh nói như thế này: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, hầu cho không một ai khoe mình. Và không phải bởi việc làm, không phải việc làm nhân đức hay là làm việc thiện thì chúng ta được cứu rỗi. Người làm việc thiện vẫn được phước của việc thiện như Kinh Thánh đã nói. Cho nên hội thánh của Chúa, chúng ta giàu tin Chúa, chúng ta được cứu rỗi linh hồn. Nhưng mà nếu chúng ta không làm việc thiện thì chúng ta cũng không được phước về việc thiện. Hội thánh đã có một cái thùng, chúng ta mới mua cái hai cái thùng này, cái thùng chung đó là quỹ thiện nguyện Samari và một cái thùng gọi là dân hiến cho truyền giáo. Thì nếu ông bà chị em nào muốn cái được phước á, thì chúng ta dâng vào cái quỹ thiện nguyện Samari. Tại cái quỹ này hội thánh sẽ đi giúp đỡ cho người nghèo, chúng ta dùng giúp đỡ người nghèo. Nếu trường hợp cái quỹ này không có thì chúng ta xuất cái quỹ phần 10 của hội thánh có thể đáp ứng cái điều đó. Nhưng mà cái quỹ thiện nguyện nó sẽ giúp đỡ cho tôi và anh chị em, chúng ta có thể làm cái việc thiện. Chúng ta biết ngày xưa chúng ta chưa tin nhận Chúa đó, chúng ta làm việc thiện nhiều hết á, cúng dường nhiều hết á, nhà cúng nhiều lắm. Mà thường khi chúng ta cúng, chúng ta chẳng bao giờ hỏi han rằng cái tiền nó đi về đâu nữa. Cho nên ngày hôm nay thì Chúa nói rằng cái việc làm của ngươi phải soi trước mặt người ta để họ thấy, họ ngợi khen cha ở trên trời. Cho nên anh chị em vẫn có thể làm việc thiện. Thí dụ như chúng ta đi ra thấy một người ăn xin là gì đó chúng ta cho. Nhưng mà Chúa thì dạy chúng ta là gì? Trước hết làm cho anh em trong đức tin. Trước hết sáng nay thì tôi thấy rằng là vợ chồng của chú Tâm, cô Liên đến đây và chở theo mấy bao gạo. Tôi không biết là cô chú đã làm âm thầm bao lâu rồi, nhưng mà sáng nay thì tôi thấy là chở bao gạo đến để có thể cho những anh chị em, những người già ở trong hội thánh, những gia đình khó khăn trong hội thánh có thể một bao gạo. Đó là làm việc thiện. Và Chúa nói là nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Cho nên làm việc thiện rất là cần thiết trong hội thánh của Chúa. Nhưng đôi lúc chúng ta làm việc thiện thì chúng ta không cho tay tả biết tay hữu làm việc gì. Điều đó đúng không phải là sai. Nhưng Chúa muốn chúng ta là gì? Khi làm việc thiện đó là phải cho người ta soi trước mặt người ta. Như vậy hai câu kinh thánh này dường như là nghịch nhau phải không? Vậy làm việc thiện có nên cho người ta biết không? Hai cách. Một là đối với anh em ở trong Chúa, chúng ta làm âm thầm, chúng ta giúp âm thầm. Người đó khó khăn cái gì đó, chúng ta có khả năng chúng ta giúp âm thầm. Nhưng đối với chúng ta làm việc thiện, chứ cho những người bên ngoài, kể cả khi anh em đi truyền giáo, thấy gia đình nào khó khăn mà trong quỹ tiền nguyện của chúng ta có đó, chúng ta cũng trích có thể mua gạo hoặc là một cái phần tài chánh nào đó để giúp cho người đó vượt qua cái cảnh ngặt, chứ không phải là vượt qua cảnh nghèo đó. Cho nên ở đây thì anh chị em thấy là cái về tranh luận về vấn đề được công bình theo luật pháp, thì thật ra chúng ta không phải làm theo luật pháp thì được xưng công bình. Nhưng tất cả những người tin nhận Chúa là chúng ta được xưng công bình rồi thì chúng ta mới làm theo luật pháp. Được xưng công bình để làm việc thiện, chứ không phải làm việc thiện để được xưng công bình. Hai cái điều này khác nhau. Đối với thế gian thì làm từ ngoài vào trong, nhưng đối với Chúa thì sao? Làm từ trong ra ngoài, có nghĩa là công chính ở bên trong rồi bày tỏ ra bên ngoài. Cho nên vào nước trời thì không phải do việc thiện để vào nước trời được. Nhưng mà để vào nước trời thì Chúa Giê-xu đã dạy ở trong Giăng đoạn 3 câu 3 cho đến câu 5. Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 3 cho đến câu 5. Câu 3 ghi như thế này: Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng:
quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Đây là điều đầu tiên Chúa Giêsu nói với người Nicodem. Ông Nicodem nay là một giáo sư người Giu-đa và ông thuộc về dòng Pharisee, tức là ông cực kỳ là công chính theo luật pháp. Nhưng mà khi Chúa nói là muốn vào nước trời được thì phải sanh lại, nếu không sanh lại thì không thể nào nhìn thấy được nước Đức Chúa Trời. Và bây giờ Nicodem trả lời câu số 4. Nicodem thưa rằng người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sanh ra lần thứ hai sao? Suy nghĩ của ông đúng hay là sai ạ? Đúng. Có ai bao giờ sanh ra hai lần đâu. Chúng ta có một lần sanh ra thôi, bởi cha mẹ sanh ra thôi. Bây giờ tóc bạc rồi, già rồi thì làm sao mà trở vào lòng mẹ để sanh lại nữa? Nói cách khác là không thể nào đầu thai để sanh ra lần thứ hai. Đúng không ạ? Nhưng mà Chúa Giêsu đã dạy hay là trả lời cho Nicodem để Nicodem hiểu được rằng sanh lại trong nước Đức Trời là như thế nào. Câu số 5. Chúng ta đọc chung với nhau câu 5. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không thể không vào được nước Đức Chúa Trời. Một cái sự giải thích mở rộng của Chúa Giêsu dành cho Nicodem. Đó là ở phần trên thì nói là nếu không sanh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Và câu 5 là phải nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì mới vào được nước Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta cái giai đoạn mà thấy là đứng ở ngoài và nhìn từ xa có thể nhìn thấy. Tôi ví dụ như là Môi-se đứng ở trên núi và ông nhìn vào Canaan và ông thấy Canaan. Nhưng ông có vào được Canaan không? Ông không vào được Canaan. Cho nên ở đây Kinh Thánh nói vào nước trời nó có hai nghĩa cho chúng ta. Thứ nhất, nước của nước trời về cái nghĩa thuộc linh là nền tảng của mọi quyền phép, sự cai trị tối cao và thuộc về hoàng tộc. Chúa Giêsu nói là khi chúng ta tin nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống mình thì chúng ta được sanh lại và chúng ta vào được nước của nước trời. Một người có thể nhìn thấy như Nicodem vì ông chưa tin Chúa. Mặc dù ông là giáo sư của người Pharisee, ông học thông về đạo Đức Chúa Trời, nhưng mà gọi là để hiểu về đạo công bình thì ông chưa có nếm được, hay là ông chưa được tái sinh. Chúa Giêsu đã cho một cái phương cách để làm sao vào được nước Đức Trời. Như vậy nghĩa đầu tiên vào nước trời đó là gì? Tôi bước vào trong một vương quốc không rúng động. Tôi bước vào một trong cái hội thánh hay là ở trong vương quốc của Chúa, là vương quốc có uy quyền cao hơn tất cả mọi uy quyền của ma quỷ. Nhìn như thế đó, anh chị em đôi khi có những người mạnh, có những người yếu, có những người còn yếu đuối lắm, nhưng mà họ tin Chúa thì họ vẫn có cái uy quyền trên ma quỷ. Ngay tức khắc chúng ta có uy quyền trên ma quỷ ngay. Con của chúng ta dù cho còn nhỏ, nó tin nhận Chúa, chúng ta dâng nó lên Chúa thì nó có uy quyền trên ma quỷ. Và tất cả những người, kể cả người mới tin nhận Chúa thì chúng ta cũng có uy quyền trên ma quỷ. Để anh chị em có thể đuổi nó ra khỏi gia đình của mình, đuổi nó ra khỏi đời sống của mình. Bao nhiêu người trong chúng ta tin rằng mình có uy quyền trên ma quỷ rồi ạ? Dạ, amen. Anh chị em đã có uy quyền trên ma quỷ. Chúng ta tin nhận Chúa là chúng ta lập tức có uy quyền trên ma quỷ. Và Chúa Giêsu nói tiếp về cái nghĩa thứ hai về nước trời. Nước trời mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chúng ta nhờ nước và Thánh Linh thì chúng ta mới được vào được nước Đức Chúa Trời. Các môn đồ thì quan điểm về nước trời khá là khắt khe. Họ nói rằng là gì? Phải trải qua nhiều cái sự khó khăn thì mới vào được nước Đức Chúa Trời. Như vậy nước Đức Trời nói về nền tảng của quyền phép, sự cai trị của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và chúng ta thuộc về hoàng tộc. Giả sử một đứa con được sanh ở trong cung vua thì dẫu cho nó mới vừa được sanh ra thì nó cũng thuộc về hoàng tộc. Nếu anh chị em đang đi Mỹ, cho nên là thí dụ như thêm đi đang mang thai sắp sanh, phải không ạ? Bây giờ nếu mà đợi gần sanh cái mình mua vé máy bay mình bay đi Mỹ, cái mình bay tới cái không phận của Mỹ, cái ở đó mình sanh, thì con của thêm sẽ được gọi là con của Mỹ, có quốc tịch Mỹ luôn. Anh hiểu điều này không ạ? Rồi giả sử giờ Hiếu tháng mấy sanh? Tháng 11 cũng sắp tới đúng không? Chắc cũng tương đương với lại
có lẽ sau thêm. Thì nếu như đứa con này mà được đang bay ở trên cái không không gian không trung như vậy, và tự nhiên tới đó mất xanh, rồi xanh ra, thì ngay lúc đó người ta coi cái tọa độ là nó ở quốc gia nào thì nó mang quốc tịch đó. Nhưng mà đừng bay qua Cameroon nha. Đừng bay qua châu Phi. Thì nó mang quốc tịch đó. Cho nên dù trẻ hay là lớn, khi chúng ta tin nhận Chúa thì lập tức chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời ngay. Dù cho anh chị em là tôn giáo nào không cần biết, dù cho chúng ta làm lành lánh dữ hay là chúng ta đã từng rất là xấu xa ngày trước, nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình thì lập tức anh chị em thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời ngay. Và chúng ta lập tức có quyền trên ma quỷ ngay. Chưa nói rằng chúng ta làm được cái gì cho Chúa. Tại vì con nhỏ nó chưa có làm được cái gì, nhưng mà nó là hoàng tử thì nó vẫn là hoàng tử. Nó là công chúa vẫn là công chúa. Có đúng không ạ? Mặc dầu nhìn bề ngoài của chúng ta có thể khác nhau, nhưng về trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì toàn bà chị em đều bằng nhau. Cho nên một người khi tin nhận Chúa và chúng ta được tái sinh hay là nhờ nước và thánh linh mà sanh, thì chúng ta vào được nước của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy bắt đầu có một cái sự khác biệt một chút. Một người tin Chúa, một người thấy nước trời, một người tin Chúa, tái sanh và vào được nước Đức Chúa Trời. Vậy thì nhờ nước và thánh linh mà sanh có nghĩa là gì? Ở đây có hai trường phái giải thích, tôi đi nhanh qua chỗ này thôi. Trường phái thứ nhất, nhờ nước và nói rằng đó là báp tem bằng nước. Và nhờ thánh linh mà sanh, đó là báp tem thánh linh. Đó là hai cái trường phái, một cái trường phái giải thích như thế. Nhưng một trường phái thứ hai giải thích nhờ nước chính là lời của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là một đời sống người đó được ăn nuốt lời Chúa và được biến đổi bởi lời Chúa. Và một cái thứ hai đó là nhờ nước và thánh linh mà sanh, đó là cái người đó được ấn chứng bởi thánh linh của Đức Chúa Trời và bước theo thánh linh. Thì đó là hai cái trường phái giải thích. Cái trường phái đầu tiên thì nói về báp tem để được sanh lại hay được cứu, nó cũng được ủng hộ từ Kinh Thánh ở trong Tin Lành Mát chương 16 câu 16. Mát chương 16 câu 16. Ai tin và chịu phép báp tem sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin thì sẽ bị đoán phạt. Điều này phép báp tem nói là chịu báp tem để được cứu rỗi. Nó không nghĩa là khi anh em chịu báp tem thì anh em mới được cứu. Không phải như vậy. Nhưng mà ở đây đang muốn nói về cái niềm tin ở bên trong thể hiện hành vi của đức tin ra bên ngoài. Nếu một người tin Chúa thật thì họ sẽ vâng theo lời Chúa. Và hình ảnh của báp tem đó là hình thức để công khai đức tin của mình cho cái thế giới bên ngoài biết, cho hội thánh biết và ma quỷ biết rằng hôm nay tôi hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời thông qua cái lễ báp tem này. Cho nên khi mà quan quan Ethiopia tin Chúa thì Philip đi theo và giải thích lời Chúa cho ông. Cuối cùng ông mới nói: ở đây có nước, hãy cho tôi làm báp tem. Quan quan Ethiopia quyết định thuộc về Chúa một cách hoàn toàn. Cho nên báp tem bằng nước, hình ảnh đó là đồng chết con người cũ, đồng chôn nó xuống cái dòng nước đó, và ra khỏi nước là đồng sống lại với Chúa, trở nên con người mới. Ở trong sách Phi-e-rơ-niếp đoạn 3 câu 21 thì nói rằng phép báp tem bây giờ không phải là ảnh tượng của việc đó. Phép ấy không rửa sạch cái về xác thịt của chúng ta, nhưng phép báp tem đó là một sự kết hợp lương tâm tốt giữa ta với Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì lương tâm của tôi và chị em là lương tâm đã bị chai lì khi chưa tin nhận Chúa. Chúng ta không còn nhạy bén với Đức Chúa Trời và không còn kết hợp liên lạc với Đức Chúa Trời được. Cho nên thông qua việc lại báp tem, chúng ta đồng ý rằng con bước vào trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, mà thuộc linh hay là tâm linh của con, cái lương tâm của con nó được sống lại và nó kết nối với Đức Chúa Trời. Anh chị em để ý những người mà đầu phục Đức Chúa Trời qua lại báp tem rồi tiếp tục đầu phục Chúa trong lời của Chúa, thì bắt đầu chúng ta có sự nhạy bén trong thánh linh. Chúng ta thấy có mối tương giao ngọt ngào ở trong thánh linh, phải không? Dạ. Cho nên cái việc mà vào nước trời thì nó không thể bằng cái sức riêng, nhưng mà nó bằng cái sự ăn năn thật và nhận biết giới hạn và sự công chính riêng của mình không thể vào nước trời được. Đó là một đời sống hạ mình. Tôi làm chứng và có gặp nhiều cái đối tượng như sau. Một là đối tượng không tin gì hết. Anh chị có gặp cái đối tượng này không? Anh nói tôi không tin gì hết á. Trời tôi không tin, Phật tôi không tin, tôi chẳng tin gì hết. Tôi tin tôi thôi.
Như vậy người ta nói rằng cái người này là vô thần. Thật ra trên thế gian không có một ai vô thần hết. Không có một người nào vô thần đâu. Cho dẫu họ không tin trời, họ không tin Phật, họ không tin gì hết, họ tin chính họ. Như vậy chính họ là cái gì của họ? Là thần của họ. Đó cũng là một cái vị thần, hay là gọi là cái tôi. Họ tôn thờ chính cái tôi. Thật ra anh em nói là Phật giáo là đạo tin vào thần linh hả? Không có. Ai đã từng ngày xưa từng quy y nhưng mà có tìm hiểu được Phật giáo có tin vào thần nào không? Thật ra Phật giáo không có tin vào một vị thần nào hết. Phật giáo không tin trời, không tin đất, không tin kể cả không tin Phật, không Phật cũng không kêu thờ Phật. Nhưng mà Phật nói rằng là ta đã chỉ trăng, các ngươi hãy nhìn theo ta mà thấy trăng, chứ ta không phải là trăng. Và Phật giáo, họ nói là Phật giáo là Phật tìm ra cái chân lý để dạy người ta cái chân lý đó. Và ông không phải là vị Phật đầu tiên, cũng không phải là vị Phật cuối cùng. Và ông nói rằng có một đấng đến hậu, đến sau ta, đấng đó dạy cho các ngươi một bổn đạo, vinh diệu buổi sơ khai, vinh diệu buổi hiện hành và vinh diệu buổi kết cục. Vậy duy nhất chỉ có mình Chúa Giê-xu là đấng dạy vinh diệu buổi sơ khai, nói về tạo hóa, tạo nên trời đất. Vinh diệu buổi hiện hành là Thiên Chúa thì được sự sống đời đời. Vinh diệu buổi kết cục là chung cuộc trời mới đất mới. Đây chính là chân lý. Tay ta chỉ trăng, các ngươi nhìn theo ta mà thấy trăng, chứ ta không phải là trăng. Như vậy ông đang giới thiệu về chân lý. Và chân lý đó duy nhất từ cổ chí kim, một mình Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là chân lý, và Ngài đã thực hiện chân lý bằng cách Ngài đã chịu chết cho nhân loại và sống lại trong thời thể vinh hiển. Không có một ai sống lại từ trong cái chết, để đảm bảo cho đồ đệ của họ để được cứu, ngoại trừ Chúa Giê-xu là đấng duy nhất để chúng ta tin và nhận được sống đời đời. Cho nên sự công bình riêng không thể nào cứu được người ta. Sự công bình riêng không thể vào nước trời được, mà là hạ lòng xuống để tin nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Tôi được nghe nhiều cái vị tướng đã từng gọi là chinh đông phạt tây, nhưng mà cuối đời thì vị tướng đó lại nhận biết rằng có Đức Chúa Trời. Vị tướng của Việt Nam chứ không phải ai khác, là nhận biết có Đức Chúa Trời và tin Chúa. Có những vị tướng tin Chúa nhưng mà không thờ phượng Chúa ở Việt Nam, mà đi qua Singapore thờ phượng Chúa mình đó. Và một số anh chị em cũng từng biết có một vị tên là Võ Sĩ Bình, vụ trưởng Bộ Tôn giáo miền Nam, cũng tại cái căn nhà này ở phía dưới. Ông nói rằng ông là người tin Chúa, tất cả các mục sư đều không tin rằng ông là người tin Chúa. Và tôi đến tôi bắt tay ông và tôi nói rằng là có thể nhìn bề ngoài không, tôi cũng không tin ông là người tin Chúa, nhưng mà trong thuộc linh của tôi tin rằng là ông là người tin Chúa. Và hiện bây giờ ông là người đã mở ra được 3 cái trung tâm dành cho trẻ em mồ côi và trẻ em nghèo. Một cái máy ấm thiên ân ở tại Lộc Giang, một cái máy ấm thiên ân ở tại Củ Chi, và bây giờ đang mở cái máy ấm thiên ân ở tại Hóc Môn. Và số người mà ông làm chứng tin Chúa rất là đông. Và bây giờ ông công khai đức tin của ông, ông là người theo Chúa. Tôi hỏi tại sao anh không gia nhập về một hội thánh để làm mục sư của thánh đó? Nó không, Chúa gọi anh để làm cái công việc. Tôi gọi bằng anh là tại anh muốn thiêu, tôi gọi bằng anh. Nhưng mà thật sự ông lớn hơn tôi mười mấy tuổi lắm. Và hiện nay ông rất khỏe và ông đang hầu việc Chúa rất là tốt. Một người nữa, hiện tại là sinh viên của trường Kinh Thánh tôi, với chức vụ là trung tá bệnh an ninh. Anh có tin không? Tin Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống mình. Và xin phép Thầy ơi, em học lời Chúa, em được biến đổi, nhưng mà vì công việc của em, cho nên Thầy xin phép, em xin phép Thầy là em không ra mặt. Nhiều lắm. Có những người an ninh tôn giáo, theo dõi trường Kinh Thánh, theo dõi hội thánh, và cuối cùng gặp lời Chúa, được Chúa đụng chạm, tin Chúa. Họ cũng là con người cần vào nước trời không chị em? Cần. Chứ không phải chúng ta mới được vào nước trời thôi. Chúa nói là tất cả những ai, ai chỉ cần hạ lòng xuống và nói rằng gì? Con bất lực, con đầu hàng, con không thể tự con có thể cứu được con.
mà con nhờ đấng tạo hóa là ông trời cứu con. Chỉ đơn giản là vậy, hạ lông xuống để tin Ngài là đủ. Giống như chúng ta chấp nhận một cái lệnh ân xá được tha thứ vậy. Đấy. Đó là điều đầu tiên, chúng ta thấy cái bối cảnh để một người vào nước trời. Bây giờ chúng ta đến cái phần thứ hai. Chúng ta trở lại ở trong sách Luca. Chúng ta thấy những người môn đồ ở đây. Người thấy rằng là người ta đem những con trẻ đến cùng Chúa Giêsu. Thì những môn đồ này mới trách cái người đem đến. Mà cái người đem đến thì không ai khác hơn chính là cha mẹ của nó. Vậy thì chúng ta thấy tại ở đây vì sao mà cha mẹ của những đứa bé này lại muốn đem con của mình đến cho Chúa Giêsu bà chị em? Mục đích thì để làm gì ạ? Dạ. Có những mục đích mà người cha người mẹ đem con trẻ đến. Thứ nhất là để làm gì? Để được Chúa rờ đến chúng. Họ mục đích họ đem đến những con trẻ đến để là Chúa rờ đến chúng thôi. Và trong cái lịch sử khi mà Chúa Giêsu ở trong cái thời điểm đó, thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu, người ta có một cái đức tin nơi Chúa mà người ta nói rằng chỉ cần rờ đến cái áo Chúa thôi là được chữa lành. Đó là người đàn bà bị bệnh mất huyết. Nhưng Kinh Thánh không dừng lại ở chỗ người đàn bà đó. Và cái tin nó đồn ra cho đến nỗi rằng Chúa Giêsu đi đến nhiều nơi và họ chen lấn để họ đụng được cái áo của Chúa Giêsu thôi thì họ được chữa lành. Và đối với Israel thì cái việc mà dâng con trẻ cho Chúa đó là một điều cực kỳ quan trọng. Chúng ta còn nhớ bà Anne, mẹ của Samuel không? Samuel được mới vừa thôi bú thôi thì được mẹ đưa đến đền thờ để dâng con mình trong tay Chúa. Tại sao sẽ dâng con mình trong tay Chúa? Chúng ta sẽ nói đến phần sau. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng được Chúa rờ đến con trẻ đó là một điều cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta không để Chúa rờ đến con trẻ thì ai sẽ rờ đến con trẻ ông bà chị em? Nếu con trẻ không được đem đến Chúa Giêsu thì ai sẽ chúng ta sẽ đem con mình đến đâu? Đến cái iPad, đến cái smartphone, đúng không ạ? Chúng ta thấy ngày hôm nay trẻ con nó bị một cái căn bệnh gọi là căn bệnh là tic. Chúng ta có từng xem trên mạng không? Bệnh tích là bệnh gì ạ? Tức là nó dùng smartphone, nó chơi game và nó nổi đầu của nó là toàn là game ở trong đầu thôi. Và nó giật. Rồi không, nó nằm ngủ nó vẫn quẹt. Vô thức. Người ta gọi là bệnh tích. Bệnh đó là bị tiêm nhiễm do sử dụng quá nhiều game, mà đặc biệt là lứa tuổi khoảng 12 tuổi trở xuống là bị cái bệnh này. Rất là dễ bị bệnh này. Chúng ta không có cấm con của mình sử dụng smartphone, nhưng mà chúng ta có giới hạn cho nó. Thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta không để Chúa rờ đến nó thì có kẻ khác nó muốn rờ. Bây giờ anh chị em muốn con của mình được Chúa rờ chạm hay là con của mình sẽ được kẻ khác nó rờ? Mà nếu con mình được Chúa rờ chạm thì sao? Samuel đã được Chúa rờ chạm và Samuel trở thành gì? Làm tiên tri, làm quan xét. Timôthê được Chúa rờ chạm đến ông từ lúc còn nhỏ và ông đã hầu việc Chúa, ông trở thành người chăn bày còn rất trẻ. Theo lịch sử ghi lại thì ông khoảng 16 tuổi là ông đã có thể trở thành một người chăn bày rồi. Cho nên Phaolô mới nói gì? Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Ông đã hầu việc Chúa từ lúc còn trẻ. Bởi vì sao? Ông được mẹ và bà ngoại của mình dạy lời Chúa cho. Từ khi con còn thơ ấu biết Kinh Thánh vốn có thể biến con khôn ngoan. Nhiều khi cả trước chúng tôi quan niệm như thế này: con nít không biết gì về Chúa cho nên chúng ta không cho nó tham gia đến thờ phượng Chúa. Nhưng không anh chị em, trẻ con nó rất nhạy trong thánh linh. Tôi nhớ hồi lúc con trai của tôi khoảng 3-4 tuổi, mà lúc đó tổ chức chương trình Thánh Kinh hè và nó được Chúa đụng chạm. Nó chạy vô với mẹ nó, nói: mẹ ơi, mẹ thấy nó, ủa tại sao con khóc?
Dạ Chúa đụng con khóc. Hỏi Chúa đụng con sao? Con được đang tập hát, con đang thờ vườn Chúa, tự nhiên cái Chúa đụng con, cái con khóc. Mà nó không biết Chúa đụng là đụng cái gì, nhưng mà nó đụng, được Chúa đụng. Cho nên Chúa nói hãy để con trẻ đến cùng ta, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống cho con trẻ ấy. Có thể nó không có thể tiếp nhận được như chúng ta khi chúng ta ngồi nghe giảng này, nhưng nó có cái không gian riêng của nó, và có những thầy cô giáo để dạy cho nó, để ca hát, đôi khi múa hát, rồi đôi khi nó chơi những trò chơi sinh hoạt một trong cộng đồng, và rất được phước hạnh như vậy. Và ở trong sách Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 ghi như thế nào anh chị em? Hãy để con trẻ đến cùng ta. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu cho trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Tôi nhớ từ nhỏ tôi đã được thầy cô giáo dạy cho tôi cái cách để cầu nguyện. Tôi trở về nhà mà tôi viết cái bài cầu nguyện, tôi học thuộc lòng cái bài cầu nguyện đó. Và ngày Chủ nhật sau đó tôi xung phong với tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện xong được cô giáo cho tôi 10 đồng. Động cơ của tôi cầu nguyện là được 10 đồng. Nhưng mà với cái 10 đồng đó, nó là một cái gì đó, một dấu ấn ở trong tôi. Và tôi lại thích được nhóm lại trong cái lớp thiếu nhi. Bởi vì tôi nhóm lại, tôi được vui chơi, tôi được học, tôi được ăn bánh, đôi khi một viên kẹo thôi. Và bắt đầu sau đó thì cô giáo cho đọc kinh thánh và đốt kinh thánh. Và ai được đốt được một câu kinh thánh là được một phần quà. Phần quà đôi khi cũng là viên kẹo thôi, nhưng đó là động lực để tôi học và hiểu lời Chúa. Để anh chị em thấy có một mục sư đứng đây để giao giảng lời Chúa cho anh chị em, thì được cha và mẹ đã đưa con của mình đến với Chúa và dâng cho Chúa, được Chúa rờ đến nó từ lúc còn nhỏ. Nó không phải đợi khi lớn rồi chúng ta mới đưa dâng lên cho Chúa, nhưng mà chúng ta đào tạo nó từ nhỏ, chúng ta cho nó tiếp cận từ nhỏ, và hãy để cho Chúa rờ đến nó từ nhỏ, ông bà chị em. Và tôi tin rằng Chúa rờ đến là phước hạnh, Chúa rờ đến là sự sức dầu, Chúa rờ đến là quyền năng, Chúa rờ đến là Ngài là ánh sáng thì bóng tối phải chạy ra khỏi cuộc đời của nó, Chúa rờ đến thì ma quỷ phải chạy trốn ra khỏi cuộc đời của nó, anh chị em. Còn nếu chúng ta cứ để cho thế gian rờ nó, chúng ta không để Chúa rờ thì thế gian sẽ rờ. Vậy thì anh bà chị em muốn cái điều gì đấy? Anh bà chị em có muốn cho con của mình điều tốt lành nhất không? Tất cả chúng ta đều muốn cho con mình trở thành một điều tốt nhất, phải không ạ? Ăn học những nơi tốt nhất, có cái lợi ích tốt nhất. Cho nên xin Chúa ban ơn để tôi anh bà chị em tập trung làm sao để cho con của mình được Chúa ngày rờ đến. Amen chị em. Dạ. Để Chúa rờ bằng cách nào đây? Ngày xưa thì Chúa Giêsu xuất hiện là Chúa ngày rờ, còn bây giờ thì Chúa rờ bằng cách nào chị em? Khi nó thờ phượng Chúa, Chúa rờ nó. Lời Chúa rờ đến nó. Khi nó hát ca ngợi Chúa thì cái lời ca ngợi đó rờ đến nó. Amen. Mà nếu nó được Chúa rờ rồi thì Chúa ban phước cho nó, và ông bà chị em sẽ không quá nặng lòng về cớ rằng con của mình, bởi vì nó đã được Chúa ngài chạm đến nó rồi. Cho nên mạng lệnh của Chúa là gì? Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở. Nhưng bây giờ thì khi mà các người cha người mẹ đem con đến thì ai là người ngăn trở ạ? Ai anh chị em? Ô lức ra lạ, làm môn đồ là người ngăn trở. Tại sao? Tại sao môn đồ là người ngăn trở? Ồn quá, ồn quá. Ồ, nó đẩy ghế có két. Nhưng bây giờ có cái thảm này nó hết đẩy được rồi. Rồi đôi khi nó chạy tới chạy lui té, đủ chuyện hết, nó khóc, nó dậy đủ kiểu hết. Cho nên cái môn đồ nó thôi, không có được, người lớn đi đến thôi, không có cho con trẻ đến. Thì Chúa nói sao? Đừng ngăn trở. Vậy ai ngăn trở con trẻ tức là gì? Đang vi phạm mạng lệnh của Chúa, phải không ạ? Và Chúa lấy ngay cái hình ảnh con trẻ đó để Chúa chứng minh cho thấy người được vào nước trời thì phải trở nên như con trẻ thì mới vào nước trời được. Chà, như vậy căng rồi ha. Thì chúng ta có thể trở nên con trẻ được không? Trở lại cái vấn đề các môn đồ trách mắng. Cái từ trách mắng này có nghĩa là phê bình hay là quở trách. Quở trách người cha người mẹ, tại sao làm như vậy? Nhưng mà Chúa thì nói rằng hỡi những người cha người mẹ, hãy đưa con trẻ đến với ta, vì nước thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ. Đó chính là những về sự trách mắng, đó chính là quan điểm của tôn giáo. Tôn giáo chúng ta thấy không có để cho con trẻ đến gần.
Nhưng mà Chúa Giê-xu thì Ngài yêu con trẻ và muốn con trẻ đến gần. Tại vì sao? Vì con trẻ đến gần, nó có quyền lợi của nó. Quyền lợi con trẻ đến gần là gì? Là để được Chúa ban phước cho. Nó cần phải được quan tâm một cách đặc biệt. Ai mà làm cho con trẻ bị vấp phạm thì Chúa nói thà cột cối đá vào cổ của kẻ đó, quăng xuống biển còn hơn. Ngài quý con trẻ hơn cả những người làm cho con trẻ vấp phạm là người lớn. Bởi vì con trẻ có cái đặc quyền của nó. Con trẻ được bảo vệ, con trẻ được Chúa chăm sóc. Ngài bảo vệ đặc biệt và nói là những thiên sứ của chúng nó đã ở trên trời được cha sai đến để chăm sóc cho chúng nó. Tôi không biết anh chị em có tin rằng mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là con trẻ, có thiên sứ bảo vệ hay không? Con anh thứ hai của tôi, con lớn, lúc đó nó khoảng 1 tuổi rưỡi, đi chập chững, mà nhà thì ở trên lầu 2, tức là ở trên tầng này nữa. Mẹ nó đang may đồ mà nó cứ đi chập chững, nhà thì ở ngoài có cái lan can. Nhưng mà hồi lúc nó chưa biết đi đó, thì cái lan can đó là cản nó được. Nhưng giờ nó đã biết đi rồi thì nó ra, nó chồm cái lan can, nó chồm lên, nó leo, sao có cái ghế ngay chỗ đó. Thế là leo được cái ghế và nó chồm cái lan can, và nó giới vậy, nó lộn đầu xuống đất. Chị hai của tôi vừa thấy chạy ra thì chụp không kịp, nó rớt xuống rồi. Và chị tôi muốn nhảy theo nó thì anh tôi chạy ra chụp lại được, chứ không chị tôi rớt xuống là chị tôi cũng đai luôn. Sau đó thì chạy xuống lầu thì ôm nó lên, máu đầu chảy ra và đưa vô bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói nó bị cái hộp sọ nó nứt, mà nó vẫn còn sống, nó vẫn còn thở. Bác sĩ nói nếu điều trị nó, có thể nó không bình thường, cái tâm trí nó sẽ không bình thường và nó có thể sống thực vật. Thì hội chẩn để chuẩn bị sáng là mổ. Thì buổi tối đó anh tôi không ngủ được, mà anh tôi đi đứng ở ngoài, và nó đang ở trong cái phòng chăm sóc đặc biệt. Và anh tôi đi ở ngoài và anh tôi cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, nếu Chúa cứu con của con thì chính con sẽ là người hầu việc Chúa, con không có gọi là đầu tư vào thế gian nữa, mà con sẽ hầu việc Chúa. Và anh cầu nguyện xong, sáng hôm sau trước khi lên phòng mổ thì lại chụp X-quang một lần nữa. Thì chụp X-quang lần nữa thì cái vết xương sọ nó nứt đó, nó lành lại, không còn vết nữa, mà không cần phải mổ gì cả. Và em đó bây giờ là mục sư Huỳnh Trung Tính, có thường cũng có hay lên đây, có chương trình, những cái chương trình huấn luyện này kia cũng có hay lên đây để tham gia. Và hiện nay đi hầu vị Chúa, đi cùng với lại mục sư Huỳnh Ngọc Anh Hào và làm công việc Chúa. Mới bây giờ cũng được cùng đi với tôi ở miền Tây. Và bây giờ yêu mến Chúa, học lời Chúa. Năm nay 38 tuổi rồi. Lúc đó còn 1 tuổi rưỡi là bị như vậy. Giờ 38 tuổi rồi, giờ đang hầu vị Chúa. Chưa lập gia đình. Ờ sao chưa lập gia đình? Nên dạ con chưa tìm người được, người phù hợp để lập gia đình. Cho nên Chúa nói là những con trẻ đó thuộc về những Chúa, Ngài gìn giữ nó. Thiên sứ của Chúa, Đức Chúa Trời đó là chăm sóc nó, quan tâm đến nó. Rồi người thứ hai đó, con gái của tôi đó, Thiên Ái. Năm đó là đám cưới của chú Mười đó, tức là năm 2004, cuối 2004. Thì lúc đó Thiên Ái được 1 tuổi mấy, gần 2 tuổi rồi. Hôm tôi đi về từ miền Tây đi về, mẹ tôi là đi phía sau, mẹ vợ tôi đi phía sau là do em út tôi chở. Rồi tôi chở vợ tôi với con gái tôi. Hai chúng tôi có nón bảo hiểm, con gái tôi không có nón bảo hiểm. Mà chạy từ Vĩnh Long chạy lên tới Tân An là buồn ngủ lắm rồi. Thì tôi ráng qua Tân An để tại đó có cái quán cà phê, mà quán nước mía mà nó có lùm tre đó, nó mát lắm. Tôi thích ngồi nằm cái quán giọng đó. Thì tới ngay chỗ Tân An thì phía trước có một chiếc xe đò, tôi mới mở đèn xi nhan, tôi tăng tốc để tôi vượt qua. Tôi vừa mở đèn xi nhan qua đây thì thấy nguyên một cái vệt nhớt. Và với vừa lách qua như vậy cái vệt nhớt đó thì nhấp thắng cái là thấy là chiếc xe tôi đi luôn bên kia. Mà lúc đó cái tốc độ đã, tôi tăng tốc lên tốc độ hơn 60 km/h rồi. Lúc té xuống, vợ tôi ôm con tôi lăn cả chục vòng. Chiếc xe văng qua bên gờ bên kia, tôi cũng văng theo chiếc xe. Vợ tôi thì bị phỏng bô rồi, nón bảo hiểm bể hết, quần áo tôi rách hết.
Thì khi té xuống sông thì tôi chạy lại. Lúc đó vợ tôi ôm con tôi nhưng mà không ôm được nữa, thì rơi con tôi ra và vợ tôi văng một nơi khác, con tôi một nơi. Và khi tôi chạy đến, tôi không còn quan tâm chiếc xe tôi là gì cả. Thì tôi chạy đến thì tôi mới ôm con tôi, và con tôi lại té ngồi. Thì tôi hỏi con té có sao không? Thì lúc đó nó cũng mới nó nói thôi, à, té không sao. Tôi nhìn rất rõ anh chị em, tôi nhìn vào nó có một cái vần sáng bảo vệ xung quanh nó, không một vết chảy. Còn chúng tôi rách hết quần áo, rách rồi nón bảo hiểm vợ tôi bể luôn, rồi xe thì tùm lum hết trơn, nhưng mà con tôi không một vết chảy. Lúc đó tôi chỉ nhớ là kêu lên một từ thôi, Chúa ơi, không có còn kêu được, không có đủ thời gian để cầu nguyện, kính lại Đức Chúa Trời ba ngôi là Cha đời đời là Chúa bình an gì hết. Nhiều khi mình máy móc quá, đúng không? Tôi chỉ kêu Chúa ơi thôi, mà Chúa nói là sao? Kêu cầu danh Chúa được cứu, mà thấy là Chúa ơi, cái là xong, là thế là thiên sứ nâng nó lên luôn, không một vết chày, anh chị em biết, lạ lùng vô cùng. Cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta kỳ diệu lắm. Ngài yêu chúng ta mà Ngài yêu con trẻ nữa. Cho nên nó hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Bây giờ tôi đi đến cái phần kết mà chị em thấy ở đây. Sau cái đó Chúa Jesus kết luận như thế nào chị em? Chúa Jesus kết luận là: vả thật tôi nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì không được vào đó. Vậy thì con trẻ nó có một cái điều gì vậy? Tại sao Chúa so sánh con trẻ với nước trời? Thứ nhất, con trẻ nó chưa có hiểu luật pháp, nó không biết thực thi luật pháp, nó chưa biết phân biệt tay tả và tay hữu, nó chưa biết phân biệt đúng và sai. Và Chúa nói thì các ngươi phải trở nên như con trẻ như vậy thì mới được nước trời. Ủa sao lạ vậy? Như vậy điều này không có nghĩa là chúng ta là một người không hiểu biết thì được cứu. Không phải như vậy. Nhưng ở đây Chúa muốn cho chúng ta là muốn chúng ta đặt đức tin một cách trọn vẹn như là con trẻ đặt đức tin nơi cha và mẹ của nó vậy. Kể cả gặp nguy nan thì khi người mẹ ẵm đứa con trong lòng, nó vẫn ngủ ngon lành. Ở ngoài cái gì quyệt của người lớn, nó không còn quan trọng. Nó chỉ biết ăn, ngủ, mà nó tin cậy một cách hoàn toàn vào cha và mẹ nó. Và Kinh Thánh nói về con trẻ, con trẻ thuộc về Đức Chúa Trời và con trẻ được cứu. Chúng ta xem Phục Truyền đồng 1 câu 39. Xin chiếu máy lên để Hội Thánh cùng đọc. Ở trong Giô-na đoạn 4 câu 11 thì nói rằng con trẻ nó chưa phân biệt tay tả và tay hữu. Nhưng trong Phục Truyền đồng 1 câu 39 thì cho chúng ta một cái khái niệm về con trẻ có được cứu hay không. Con trẻ nó chưa biết gì, nó chưa tin Chúa, làm sao được cứu? Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói con trẻ được cứu. Xin ta đọc. Nhưng con trẻ của các ngươi và các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay là điều ác, sẽ vào xứ đó, ta sẽ ban cho chúng nó xứ này làm sáng nghiệp. Vậy con trẻ có được vào xứ của Chúa không? Nó sẽ có một cái giới hạn, một cái giai đoạn giữa tin và không tin, hiểu biết và chưa hiểu biết ở đó. Và Đức Chúa Trời nói gì? Con trẻ thuộc về ta, nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ, và con trẻ cũng thuộc về Chúa. Chúng ta xem Samuel thứ nhì đoạn 12 câu 23. Samuel nhì đoạn 12 câu 23. Samuel nhì 12 câu 23. Rồi chúng ta đọc chung với nhau. Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thế làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta. Đây là khi David, ông đã phạm tội và đứa con của ông với Bathsheba, Chúa nói là nó phải chết. Và ông kiêng ăn đến khi kiêng ăn để mong để con đứa con sống, nhưng mà cuối cùng thì đứa con chết. Và trong niềm tin của David, ông nói sao? Ta sẽ đi đến nó, nhưng mà nó thì nó không đi đến với ta. Và David là người tin Chúa, thì ông tin Chúa thì ông sẽ được gặp Chúa. Và những con trẻ này nó chết, nó về với Chúa. Trong sách Truyền Đạo thì nói là gì? Đứa con sảo thai thuộc về Đức Chúa Trời.
Trên những con trẻ mà nó chưa hiểu biết, kể cả nó chưa có tin Chúa, kể cả nó chưa có biết gì là tin Chúa cả, kể cả con của chúng ta là người con trong Chúa, mà kể cả con của người ngoài đó là con trẻ, mà nếu nó vì một lý do gì đó nó qua đời, thì Chúa nói là gì? Linh hồn nó thuộc về Chúa. Tôi xin mở ngoặc và đóng ngoặc ở đây, có cái gọi là cái giải thích nó khác nhau. Có những người nói là không, nó cũng không được cứu. Nhưng mà tôi chiếu vào Kinh Thánh thì tôi thấy rằng là gì? Con trẻ thuộc về Chúa. Như vậy chúng ta còn lo không ạ? Chúng ta cần tập trung dạy cho con trẻ từ lúc còn nhỏ. Và khi nó trưởng thành rồi, nó hiểu biết, bắt đầu nó mời Chúa vào lòng nó một cách cá nhân. Còn khi nó còn nhỏ thì sao? Chúng ta bao phủ nó bằng tình yêu và sự dạy dỗ trong lời Chúa. Thế thì vợ chồng, con của vợ chồng tin thì sao? Cháu nó bao nhiêu tuổi? Nó hiểu biết để tin Chúa chưa? Như vậy vợ đứa tin của cha mẹ đã dâng đến cho Chúa, nó thuộc về Chúa chưa? Nó thuộc về Chúa rồi. Amen chị em. Chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ không còn lo sợ cho con mình, nhưng mà hãy đưa con mình đến với Chúa. Vậy thì con chúng ta còn nhỏ, còn đang ở trong bụng, chúng ta có thể cầu nguyện cho nó được không? Được không Nhật Hiếu? Cầu nguyện cho con mình được không? Được. Dù cho nó còn nhỏ nhưng mà nó vẫn nhận biết Chúa ở bên trong. Chúng ta nhớ rằng là ông Giăng Baptist khi nghe Chúa, mẹ của Chúa đến thăm, thì đứa con trong bụng sao ạ? Nó nhảy nhót, nó vui mừng vì Chúa thăm. Từ lúc vợ tôi có thai, chúng tôi thường mở nhạc cho con của mình nghe. Tôi muốn cho con của mình nó cảm nhận âm nhạc của Chúa từ lúc còn nhỏ. Và điều đó tôi thấy một điều rất là quan trọng là bây giờ các con của tôi nó đều cảm nhận âm nhạc đúng. Và nó rất là nhạy trong cái âm nhạc và nó chơi nhạc. Thậm chí bây giờ nó chơi còn giỏi hơn tôi nữa kìa. Cho nên hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở. Mình xin hỏi con của vợ chồng Phước với Quỳnh thì sao ạ? Đưa con trẻ đến với Chúa. Nếu mà nó được trang bị, được dạy dỗ từ lúc còn nhỏ trong Chúa thì sao? Khỏe không ạ? Còn nếu mình thảy nó cho iPad thì sao ạ? Nó giống cái iPad. Cho nên làm sao chúng ta ưu tiên cho con của mình đến với Chúa. Ở đây chúng ta có những thầy cô giáo có thể dạy nó lời Chúa, thì chắc chắn rằng là nó được bao phủ bởi Chúa, được thăm viếng bởi Chúa. Amen bà chị em. Dạ. Con trẻ thứ hai nữa là con trẻ nó rất là đơn sơ và nó rất là tin cậy. Có một đứa bé, một ngày kia, xin lỗi, có một cái vị nhà ảo thuật và ông đi thăng bằng ở trên dây, và ông căng cái sợi dây từ đây qua bên ngọn núi bên kia, và ông đi trên dây đó và ông đạp xe đạp trên dây đó, và ông đi qua đi lại, chạy qua chạy lại, và cả những cái người phóng viên rất là hoan nghênh và phỏng vấn ông. Thì ông nói tôi từ lúc nhỏ tôi đã đi trên dây như vậy và rất là bình an, tôi chả có sợ gì cả đó. Quý vị thấy là tôi qua đi qua lại không có gì cả. Thì họ vỗ tay tán thưởng ông. Ông nói thậm chí tôi cõng một người trên vai, tôi vẫn đi qua và tôi đi lại được. Mọi người nói ô. Thế là ông hỏi ai là người xung phong để lên vai để tôi cõng đi quanh kia. Không một ai dám hết. Thì có một em bé xung phong. Dạ có con ngồi trên vai ông đây. Rồi lên đây. Nhảy thốt cái lên vai của ông. Và ông đi qua bên kia, ông đi lại và mọi người vỗ tay. Mà bây giờ không có tán thưởng ông mà tán thưởng bé. Chạy lại hỏi con bé là sao mà có thể, con bí quyết nào, sao mà con có thể dám dạng dĩ mà con ngồi trên cổ của người này để đi vậy? Người bé nói sao anh chị biết không? Dạ đơn giản, tại chú này là ba của con. Nó tin ba nó, nó tin ba nó đi được. Trong khi mấy người kia cũng tin, nhưng mà kêu ngồi lên vai thì không ai dám ngồi hết. Thế nên con trẻ nó tin một cách rất là đơn sơ. Rất là đơn sơ. À, lúc đó tôi hay lừa các con của tôi đi trên, rồi nó thích thấy xe lửa lắm, nó chỉ đó xe lửa đó, con xe lửa đó, chỉ xe đò thành xe lửa mà nó cũng tin nó là xe lửa. Nó đơn sơ, nó tin thật. Nó nói về được cứu, sự cứu rỗi của Chúa vào nước trời dễ hay khó anh chị em? Dễ. Nhưng mà dễ quá đến mức độ là người ta nói gì không tin nổi. Tôi phải làm sao cố gắng thì mới được vào nước trời chứ. Chứ làm sao mà có thể tin Đức Chúa Trời, tin Chúa Giê-xu cái được vào nước trời? Làm sao có thể tin được? Cho nên Phao-lô đã viết thư cho hội thánh Ga-la-ti và ông nói một lời rất là nặng.
Ai còn nhớ cái lời nói của ông ạ? À? Hỡi người Galati ngu muội kia. Wow. Sau lúc đầu thì khởi sự nhờ thánh linh, bây giờ lại nhờ bằng sức riêng của mình để làm theo luật pháp. Chúng ta được dạy như thế này: một người khi tin nhận Chúa lập tức được cứu rỗi và được tha thứ mọi tội lỗi. Đúng không ạ? À? Bao nhiêu người đã từng dạy người khác như vậy ạ? À? Rồi chúng ta cũng được dạy như vậy ạ. À? Nhưng mà qua mấy ngày sau học giáo lý bắt đầu lòi ra tội lỗi. Ủa sao kỳ vậy? Ngày hôm trước thì cái ông kia nói tôi là tin Chúa cho tôi sạch tội rồi. Bây giờ tự nhiên xong giờ tôi tội dữ vậy? Tự nhiên chính mình mâu thuẫn phải không ạ? Tôi nói bà xem vào nước trời rất là dễ. Cái tên cướp bên thập tự giá nó chưa có một công trạng nào hết. Và nó nói với Chúa như thế này nè: chúng tôi, cái tội của mình nó xứng đáng, cái hình phạt của mình xứng đáng với tội của mình. Còn người này, Giê-xu không có tội. Thì nó nói với Chúa: đại thầy, xin nào vào nước của Ngài, xin nhớ tôi với. Cho nên ngay hôm nay người ở với ta nơi Paradis, thiên đàng. Cho nên chúng ta cần biết xác quyết một điều là khi anh em tin nhận Chúa và anh em bước vào trong phòng nhóm, anh em thờ phượng Đức Trời, là chúng ta đến để thờ phượng, tôn cao, chúc tụng đấng cứu chuộc của chúng ta, đấng đảm bảo chúng ta sẽ đến ngày cuối cùng. Ngài là Alpha, là Omega, ngày đầu tiên và là cuối cùng. Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúng ta đến thờ phượng Chúa chứ không phải chúng ta đến để chúng ta được cứu rỗi, vì chúng ta được cứu rỗi rồi. Anh em là có giá chuộc rồi, và cái điều này ma quỷ không thể cướp khỏi anh chị em được. Chúng ta cứ tin xác quyết rằng tôi tin Chúa Giê-xu là tôi được cứu. Còn việc tôi học lời Chúa để gì? Tôi làm sạch cái tâm trí của mình, những cái điều sai trật đó được làm sạch. Giống như căn nhà, khi chúng ta bước vào thuê căn nhà hay là mua căn nhà, anh chị em có căn nhà đó là chủ căn nhà đó rồi, nhưng mà anh chị em bắt đầu dọn dẹp, chúng ta dọn rác, dọn chuột, dọn dán, chúng ta đuổi nó ra khỏi căn nhà của mình để căn nhà được sạch để chúng ta ở. Chúa muốn chúng ta là cái bình ở trong tay Chúa được sạch. Cho nên vào nước của Đức Trời phải trở nên như con trẻ, đơn sơ như con trẻ, tin cậy như con trẻ, trong sạch như con trẻ, bởi vì con trẻ nó tin cha và mẹ nó một cách tuyệt đối. Tôi nói mà chị em, chúng ta không thể sạch bằng con trẻ đâu. Đúng không ạ? Bao nhiêu người nghĩ mình sạch bằng con trẻ hay sạch hơn con trẻ? Cho nên Chúa lấy cái hình ảnh của con trẻ để nói rằng ai muốn vào được nước trời phải trở nên như con trẻ, đơn sơ như con trẻ, không toan tính, không nghĩ ngợi, không nghĩ bằng cái cách nào đó hay là tại sao cái cách này mà đã thể được cứu. Đơn giản lắm, tin Đức Chúa Trời ơi, con tin và nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời của con, thì lập tức người đó thuộc về Đức Chúa Trời, bước vào trong một vương quốc không bao giờ rung động. Amen. Xin Chúa ban phước để rồi tôi và chị em không chỉ tin nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của mình, chúng ta được cứu rỗi rồi, nhưng chúng ta cũng đơn sơ để nhận nước trời, tức là quyền phép của nước trời, sự cai trị của nước trời và những cái quyền năng của Chúa hứa ở trong Kinh Thánh, để tôi và chị em có thể nhận được quyền năng đó và giúp cho đời sống của mình sống đắc thắng, tăng trưởng, khỏe mạnh, và chúng ta cũng giúp đỡ cho người khác cũng được mạnh mẽ nữa. Amen. Chúng ta nói với người bên cạnh, nước trời phải trở nên như con trẻ. Nước trời, hay là có nước trời phải trở nên như con trẻ, hay là muốn được vào nước trời phải trở nên như con trẻ. Amen. Câu thứ hai nói rằng chúc mừng anh chị đã có nước trời rồi. Hallelujah. Dạ, xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên. Hallelujah. Chúng ta cùng nhau chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài là cứu Chúa chúng ta. Trước khi chúng ta nhận thánh lễ tiệc thánh ở tại đây. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.